Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Với việc dòng băng vừa cập bến chính thức trong phiên bản 4.2, thì hiện tại chúng ta có đến 4 dòng nguyên tố cùng xuất hiện ngẫu nhiên trong một trận đấu. Điều này khiến cho chiến thuật trong một trận đấu sẽ thay đổi rất nhiều và nhịp độ của trò chơi cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, mãi cùng chúng mình tìm hiểu kỹ và phân tích về từng loại dòng nguyên tố để xem dòng nào đang là dòng mạnh nhất để đưa ra phương án tranh chấp trong những trận rank nhé. Ok được rồi, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu luôn thôi. Dòng nước. Đây là con rồng mang lại khả năng hồi phục cao, tuy nhiên so với 3 con rồng còn lại thì rồng nước không quá nổi bật. Rồng nước có khả năng hồi lại lượng máu đã mất trong vòng 5 giây, nghĩa là rồng này chỉ mạnh khi bạn đối đầu với một đội hình cấu rỉa thì các anh em sẽ không lo bị cấu máu liên tục. Nên việc tranh chấp rồng ở khoảng giai đoạn đầu game là không cần thiết nếu như sở hữu một đội hình mạnh mẽ về giữa và cuối ván đấu. Nếu như rồng đầu tiên xuất hiện là rồng nước thì có thể nghĩ đến việc nhường đối phương và lấy cho mình sứ giả sớm để đẩy trụ và có được lượng kinh tế ổn định hơn. Bộ lợi dòng nước tuy không quá mạnh, nhưng bản đồ dòng nước lại là một câu chuyện khác. Đây là bản đồ có sự thay đổi rất nhiều khi các bãnh cỏ sẽ mọc tùm hơn trong rừng và có rất nhiều cây hồi phục. Điểm ngọc hào ngọt rất mạnh nếu được sử dụng trong map nước này. Ngoài ra thì các đội hình sát thủ hoặc bắt lẻ sẽ hoạt động rất tốt nếu triển khai trong địa hình này vì có rất nhiều nơi để trốn, khiến đối phương không thể kiểm soát hết tầm nhìn trong khu vực rừng dẫn ra rồng hoặc baron. Dòng đất. Nếu dòng nước mang lại sự hồi phục thì dòng đất mang lại khả năng chống chịu cực trâu dành cho các tướng đỡ đòn và đấu sĩ. Vì dòng này cung cấp cho anh em giáp và kháng phép cộng thêm trong trận đấu, nên sẽ rất mạnh khi đi cùng các vị tướng lên nhiều trang bị chống chịu thì mới phát huy được tối đa sức mạnh. Còn nếu như đội hình lên nhiều sát thương thì dòng này sẽ không mạnh lắm vì chỉ số cộng thêm sẽ không nhiều. Cho nên, nếu như đội hình có hơn 2 vị tướng chống chịu thì hãy nên tranh chấp dòng này để có được nhiều lợi thế nhất từ việc có thêm chỉ số phòng thủ từ giáp và kháng phép. Còn về bản đồ đất thì lại không có quá nhiều thay đổi khi chỉ mọc thêm 2 tảng đá ở gần bãi quái xanh và quái đỏ. Ngoài ra, hang rồng cũng sẽ mọc thêm một tảng đá ở giữa chia ra 2 hướng di chuyển. Điều này khiến cho việc tranh chấp các con rồng sau ở khu vực này sẽ trở nên khó khăn hơn khi có đến 2 hướng ra vào. Một đội hình chỉ cần đứng một bên là có thể kéo rồng sang hướng còn lại. Ở bản đồ này sẽ có một mẹo nhỏ để tận dụng anh em ở đội đỏ. Anh em có thể kéo rồng ra đến tận sau tảng đá nhỏ ở hang rồng để che đi tầm nhìn của đối phương nếu muốn ăn lén. Khi đó, kẻ địch sẽ hoàn toàn không thấy rồng ở đâu cả nếu chỉ cắm mắt ở trong hang rồng. Rồng lửa. So với 2 con rồng trên thì đây chắc chắn là con rồng mà bất kỳ đội hình nào cũng muốn sở hữu vì rồng lửa cho rất nhiều chỉ số tấn công, một yếu tố mà vị tướng nào cũng cần. Mặc dù nếu chỉ có 1 đến 2 rồng thì sẽ không cho nhiều sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật lắm, nhưng nếu có đến 3 rồng thì sẽ tăng rất nhiều vào chỉ số này, nên việc tranh chấp rồng lửa là điều hoàn toàn cần thiết nếu muốn kéo trận đấu về cuối game. Khi lúc này, bạn đã lên rất nhiều trang bị tấn công nên chỉ số cộng thêm cũng sẽ tận dụng được rất nhiều. Cho nên, nếu như không may để mất rồng lửa vào tay đối phương thì hãy cố gắng có được ít nhất là một rồng nguyên tố để ngăn cản khả năng sở hữu 3 rồng lửa của đối phương. Về bản đồ lửa thì tất cả các bụi cỏ ở khu vực hướng ra hang rồng và baron sẽ bị cháy rụi và mở ra hướng di chuyển rộng hơn để có thể dễ dàng đi ra ăn những mục tiêu này. Tầm nhìn ở nơi đây cũng sẽ được mở rộng khá nhiều và dễ dàng kiểm soát hơn khi có thể cắm một con mắt ở giữa rừng là có thể thấy được những bước di chuyển của đối phương vào khu vực này. Các vị tướng sát thủ sẽ không thích map này cho lắm và sẽ không có nhiều vị trí để rình rập đối phương và bắt lẻ. Điển hình chính là Rengar, một vị tướng phải tận dụng bụi cỏ rất nhiều để nhảy vào vô đối phương. Rồng băng. Đây là rồng mới nhất vừa được xuất hiện chính thức ở phiên bản 4.2 này. Dự rằng rồng băng cũng sẽ trở thành một trong những con rồng hot nhất trong bản đồ khi mang lại chỉ số giảm thời gian hồi chiêu phù hợp với tất cả mọi vị tướng. Ai mà lại không thích có thêm hồi chiêu để sử dụng kỹ năng nhanh hơn đúng không nào? Vì vậy mà rồng băng có thể nói là thích hợp với tất cả mọi loại đội hình nên việc tranh chấp là rất cần thiết để kéo dài trận đấu về sau. Đối với các vị tướng có chiêu cuối lâu sẽ rất cần rồng băng để giảm nhiều thời gian hồi chiêu để dễ dàng giao tranh liên tục nhanh hơn khi nhịp độ của các trận đấu đang dần được đẩy nhanh nhất có thể. Còn về bản đồ băng thì sẽ có nhiều sự thay đổi ở các bờ tường, sẽ bị băng giá bao phủ tạo thành các con đường băng, giúp tướng sẽ di chuyển nhanh hơn khi đi vào những nơi này, tạo điều kiện thuận lợi để ra vào các mục tiêu lớn như rồng hay baron. Ngoài ra, còn một thực vật mới là cây băng giá sẽ khiến cho các vị tướng bị bất động, không thể nhận sát thương và di chuyển, giống như hiệu ứng của đồng hồ cát nhưng thời gian ngắn hơn. Vì vậy mà bản đồ rồng băng sẽ đem đến cho các đội nhiều hướng di chuyển hơn trong khu vực rừng để tiến nhanh ra các mục tiêu lớn, khiến cho việc ăn lén rồng hay baron sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và vừa rồi là những phân tích về các loại rồng nguyên tố và bản đồ nguyên tố để anh em dễ dàng nắm rõ hơn về tầm quan trọng của các con rồng. Vì vậy, hãy lựa chọn thật sáng suốt về việc tranh chấp hay nhường đối phương nếu như đang sở hữu đội hình yếu hơn ở giai đoạn đầu game. Nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ like, subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.